Ông Nguyễn Văn Thắng, ngày sinh 12 tháng 9 năm 1973, quê quán Từ Liêm, Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ. Quá trình công tác, giai đoạn 2011 đến năm 2014, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Năm 2016, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tháng 7 năm 2018, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 11 tháng 10 năm 2020, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026.